Báo cáo với anh em hôm nay 40 độ nhưng mà vì quả mít rất ngon cho nên là giữa trưa nắng như này mà anh em vẫn phải bổ mít để ăn. Thật sự đây ngon, nó nhừa hơi nóng. Lên TV toàn muối là muối và ngon cực kỳ luôn. Mít nhá, hai quả mít to tướng trên nóc. Mẫu bên bên này nó nhiều mẫu hơn. Lên cả vấn đề. Ơ, thế không cầm dao lên à? Hả? Đứng này nghi rồi. Đấy mà cầm chạc lên buộc vào đấy xong rồi anh tuồn vào cái cành ấy, ở dưới này tuồn xuống là được không? Chạc đi tải rồi. Đi rồi. Tháo tạm lên dây bóng đèn nét à? Đâu? Không cái điện này rồi tới kìa. Bị tỏ lắm. Được ngay. Anh tự gì? Dự án cắt quả mít này cho nó rụng xuống. Cho rụng xuống đúng không ạ? Ơ, từ từ anh Đồng. Nhưng mà đang bị lệch thế này. Thôi mà đỡ được vào đấy. Cái gì? Tự cho chứ cái gì? Thế thì rơi vào đấy vỡ ngay. Đồng ơi, tự ơi anh Đồng ơi. Đang đầu hết chứ. Chặt chúng vào cái tay. Sau cái rơi này, mít chín cơ. Thơm lắm. Mà bảo xem cầu to lên đầu. Úi, trời ơi. Thơm lắm. Thơm mít này. Ngon rồi. Ăn được. Mít dài nhá. Chuột. Khênh bỏ đi chứ anh Đồng, cất đi anh nào. Mít khô lắm, ngon. Báo cáo với anh em hôm nay 40 độ nhưng mà vì quả mít rất ngon cho nên là giữa trưa nắng như này mà anh em vẫn phải bổ mít để ăn. Thật sự đây ngon, nó nhừa hơi nóng. Lên TV toàn muối là muối và ngon cực kỳ luôn. Ai ăn chợ ship ship từ nào?
trắng này nó đánh cho nó.